Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhận hối lộ 21,5 tỷ nhưng đã nộp lại hơn 16 tỷ nên Viện Kiểm sát đề nghị mức án 12 đến 13 năm tù trong vụ chuyến bay giải cứu. Sáng ngày 17 tháng 7, phiên tòa vụ chuyến bay giải cứu bước sang ngày xét xử thứ 5. Hội đồng xét xử kết thúc phần thẩm vấn chuyển sang tranh tụng, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án với các bị cáo. Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng bị đề nghị mức án 12 đến 13 năm tù. Các thuộc cấp của ông Dũng gồm Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục lãnh sự bị đề nghị 18 đến 19 năm tù, Đỗ Hoàng Tùng, cựu Cục phó lãnh sự bị đề nghị 9 đến 10 năm tù, Lê Tuấn Anh, cựu Chánh văn phòng Cục lãnh sự bị đề nghị 4 đến 5 năm tù, Lưu Tuấn Dũng, cựu Phó phòng Bảo hộ công dân, Cục lãnh sự bị đề nghị 2 đến 3 năm tù. Nhóm bị cáo gồm các cán bộ đại sứ quán gồm Vũ Hồng Nam, cựu Thứ trưởng, cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản bị đề nghị 4 đến 5 năm tù. Nguyễn Hồng Hà, cựu Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản bị đề nghị 5 đến 6 năm tù. Lý Tiến Hùng, chuyên viên vụ khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo bị đề nghị 2 đến 3 năm tù. Vũ Ngọc Minh, cựu đại sứ Việt Nam ở Angola bị đề nghị 3 đến 4 năm tù. Tất cả những người trên bị truy tố, xét xử về tội nhận hối lộ. Bị cáo Trần Việt Thái, cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia, bị đề nghị 5 đến 6 năm tù. Các bị cáo Nguyễn Lê Ngọc Anh, Nguyễn Hoàng Linh cùng là cựu cán bộ đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia cùng bị đề nghị 4 đến 5 năm tù. Bị cáo Đặng Minh Phương, cựu cán bộ đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia bị đề nghị 2 đến 3 năm tù. Bốn bị cáo trên cùng bị truy tố, xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong suốt 4 phiên xét hỏi, nhóm bị cáo gồm nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Ngoại giao trên đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, những người này đều biện minh rằng không đòi hỏi, không ép buộc mà được các doanh nghiệp cảm ơn sau khi tổ chức các chuyến bay giải cứu. Ông Tô Anh Dũng thừa nhận 37 lần nhận hối lộ khi cấp phép các chuyến bay giải cứu, tổng cộng 21,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, cựu Thứ trưởng giải thích không có mưu đồ, không đòi hỏi mà do không nhận thức được việc nhận tiền là vi phạm. Tuy nhiên, đánh giá lời khai của các bị cáo về việc không nhận thức hành vi nhận tiền là vi phạm, Viện Kiểm sát cho rằng trong phần thẩm vấn một số bị cáo đã lập lờ, đánh lận khi biện minh việc nhận tiền chỉ là được cảm ơn.